Thì như chúng ta đã biết trong cái bài trình bày đầu tiên của thầy Hiền đó, thì cái chuỗi bệnh lý tim mạch là một cái quá trình từ rất là lâu dài, từ những yếu tố nguy cơ cho đến là trong giai đoạn cuối cùng biểu hiện bệnh lý tim mạch là tử vong. Thì bên cạnh ức chế men chuyển thì dạng beta có vai trò dự phòng ngay từ đầu, tức là dự phòng biến cố tim mạch tiên phát cho đến một cái chuỗi các bệnh lý tim mạch thứ phát sau như là suy tim, rung nhĩ hay là bệnh mạch vành, nhồi máu tim cấp. Thì để trong cuộc hôm nay thì chúng tôi xin được phép bàn luận một số vấn đề có liên quan đến sử dụng cho beta. Thì vấn đề đầu tiên đó là một câu hỏi cũng thường gặp trên lâm sàng là bệnh nhân bị CBD hay là hen phế quản thì có dùng được chạng beta hay không? Đó, thì như ta biết là trong cái mối liên hệ giữa bệnh tim mạch và bệnh hô hấp đó, trong bài trình bày của thầy Nguyễn Thanh Hiền thì cũng đã chúng thấy là có mối tương quan qua lại rất chặt chẽ giữa các bệnh lý về phổi, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh phổi mô kẽ hay là bệnh phổi tắc nghẽn khi ngủ, ngưng thở khi ngủ. Thì tôi thấy là theo thống kê thì có đến là 37% bệnh nhân bị CBD tử vong do biến cố tim mạch. Thì trong việc bệnh nhân bị CBD như vậy đó thì kèm theo bệnh lý tim mạch, chúng ta thấy kèm theo suy tim, kèm theo bệnh mạch vành rất là nhiều. Thì theo nguy cơ lý thuyết mà sử dụng chạng beta đó thì sợ là chạng beta nó làm tăng co thắt phế quản, làm giảm hiệu quả của các thuốc đồng vận beta giao cảm mà tác dụng kéo dài. Và trên lâm sàng á, thì hen phế quản là một cái chúng ta thấy co thắt phế quản là nhiều đó, thì trong thực tế thì những bệnh nhân CBD có thể chồng lấp phân biệt khó khăn, cho nên là rất là ngại sử dụng chạng beta ở những cái đối tượng này. Tuy nhiên thì lợi ích mang lại của chạng beta cũng rất là lớn. Thì chúng ta thấy là những bệnh nhân bị CBD do những cái cơn kịch phát thì bản thân cái khi đó thì kích hoạt hệ thống giao cảm tim nhanh lên, hoặc là sử dụng những cái thuốc mà đồng vận beta để giãn phế quản cũng là làm tăng nhịp tim. Thì như vậy chạng beta giúp làm chậm lại cái nhịp tim, rất có lợi cho những đối tượng bệnh nhân suy tim hay bệnh vành. Thì lý thuyết là như vậy. Thì theo nghiên cứu cũng đã rất là từ lâu rồi, từ năm 2012, thì đây là cái hình cho thấy là một cái nghiên cứu tổng hợp cho chúng ta thấy là sử dụng chạng beta có lợi hơn là không sử dụng chạng beta. Nó làm giảm được cái tỷ lệ tử vong chung là khoảng 30% so với không sử dụng ở những bệnh nhân bị CBD. Nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Chest vào năm 2018, thì nghiên cứu này cũng rất là lớn, thì trên khoảng 5.000 hơn 5.500 bệnh nhân, trong đó có khoảng 11% sử dụng chạng beta ở những đối tượng bị CBD. Thì nghiên cứu này cũng cho thấy là cái trên tổng thể thì chạng beta sử dụng được an toàn ở những bệnh nhân CBD từ mức độ trung bình đến nặng. Và các nghiên cứu đoàn hệ này cũng cho chúng ta thấy là chúng ta nên sử dụng chạng beta, tất nhiên là sử dụng thận trọng và thích hợp ở những bệnh nhân có CBD mà kèm theo bệnh lý tim mạch. Năm 2019 thì một nghiên cứu khác trên một cái quần thể rất là lớn, 1,3 triệu bệnh nhân, trong đó khoảng có 3 triệu bệnh nhân là được sử dụng, 300.000 bệnh nhân sử dụng chạng beta và 1 triệu không sử dụng beta. Thì qua một theo dõi thì thống kê cho thấy là bệnh nhân CBD mà sử dụng chạng beta thì nguy cơ nhập viện thấp hơn là 19,7% so với các thuốc điều trị hạ huyết áp khác, và đặc biệt là nó giảm được nguy cơ tử vong tới 44%. Thì kết quả nghiên cứu là ủng hộ cái việc chúng ta không nên do dự quá quá mức việc sử dụng chạng beta ở những đối tượng mà có tăng huyết áp mà kèm theo bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đồng thời. Là một nghiên cứu năm 2018, thì đây là một nghiên cứu tổng hợp từ 22 nghiên cứu đoàn hệ tuyến cứu và hồi cứu trên một đối tượng, một quần thể bệnh nhân rất là lớn, gần 100.000. Thì một lần nữa nhắc lại là những bệnh nhân bị CBD mà sử dụng chạng beta thì giảm được cái tỷ lệ
tử vong cũng như là giảm được cái đợt bùng phát của CBD. Và một điểm chúng ta thống kê chúng ta thấy là chạm beta mà chọn lọc beta 1 thì có xu hướng là giảm tỷ lệ tử vong tốt hơn so với nhóm không chọn lọc. Tuy nhiên cái nghiên cứu này thì sự khác biệt không có ý nghĩa nhiều. Một nghiên cứu khác sử dụng cái bisoprolol, tức là một cái thuốc mà có tính chọn lọc cao, so sánh trực tiếp với các carvedilol và metoprolol là chọn lọc ít, ít hơn trên những đối tượng đặc biệt là suy tim có kèm CBD. Thì nghiên cứu này cho chúng ta thấy là cái bisoprolol rất là có lợi khi điều trị suy tim ở những đối tượng này so với nhóm mà không có sử dụng cái bisoprolol, không có sử dụng cái chạng beta đó. Đặc biệt là cái lợi ích này tăng theo liều. Chúng ta thấy với liều thấp thì cái hazard ratio là 0,76, tức là giảm được khoảng 21% tử vong. Tuy nhiên sử dụng liều cao thì cái hazard ratio này là 0,4 mà thôi, rất là có lợi. Trong khi đó cái thuốc không chọn lọc như là carvedilol và cái thuốc chọn lọc ít hơn đó là metoprolol thì có vẻ là không có lợi trên cái tỷ lệ sống còn chung. Và khuyến cáo vào năm 2021 của Hội Tim Châu Âu trên cái điều trị mà suy tim thì nhắc lại là cái chạng beta thì có thể làm xấu hơn cái, làm nặng nề hơn cái chức năng hô hấp. Tuy nhiên không phải là cái chống chỉ định tuyệt đối ở bệnh nhân CBD cũng như là bệnh hen suyễn. Và cái hội tắc nghẽn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính CBD là hội GOLD và cái hội suyễn, hen suyễn GINA thì cũng cho chúng ta nhắc nhở lại là đây là không phải một chống chạng beta chọn lọc, đặc biệt là chạng beta chọn lọc không phải là một cái chống chỉ định tuyệt đối thì cần thiết phải kê cái thuốc chạng beta ở những đối tượng suy tim, tại vì chúng ta biết thấy là chạng beta là một trong cái bốn cái thuốc nền tảng mà giảm được tử vong rất là tốt. Như vậy chúng ta có thể nói là đối với những bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thậm chí là tới hen phế quản thì chạng beta chúng ta có thể sử dụng được, tất nhiên là thận trọng và nên chọn lựa cái chạng beta mà chọn lọc nếu có thể. Cái vấn đề thứ hai cũng thường đặt ra trên lâm sàng là sử dụng chạng beta ở bệnh nhân bị đái tháo đường thì có hại gì không? Thì theo cái cơ chế mà trên hình này cho chúng ta thấy đó, thì chạng beta có thể che giấu cái dấu hiệu của hạ đường huyết. Tại vì khi mà một người bệnh bị hạ đường huyết thì cái cơ thể chúng ta phản ứng bằng cách là kích hoạt cái hệ thống cường giao cảm, biểu hiện là tăng huyết áp trong giai đoạn đầu của hạ đường huyết đó, thì biểu hiện là tăng huyết áp cũng như là tăng nhịp tim. Thì trên những đối tượng đó nếu mà sử dụng chạng beta rồi thì thể là huyết áp không có tăng nhiều, nhịp tim cũng không tăng nhiều, như vậy là theo lý thuyết thì có thể gây hạ gây che giấu cái dấu hiệu hạ đường huyết. Tuy nhiên hiện giờ những trong đặc biệt trong bệnh viện thì chúng ta có những cái máy mà theo dõi đường huyết liên tục, hoặc là chúng ta có thể thử đơn giản cái đường huyết tại nhà đó, mao mạch tại nhà thì có thể phát hiện được cái dấu hiệu này sớm hơn. Đó là lý thuyết. Thì trên thực tế thì chúng thấy là có nhiều công trình nghiên cứu cho đến nay thì người ta nói là chưa có một nghiên cứu nào có chứng minh là sử dụng chạng beta nó làm hạ đường huyết nhiều hơn. Ngoài ra có 4 nghiên cứu đại học gần đây là cho thấy là việc sử dụng chạng beta chọn lọc, đặc biệt chọn lọc thì không liên quan đến cái nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng. Và khi so sánh với một thuốc rất là thường dùng trong bệnh nhân đái tháo đường kèm bệnh lý tim mạch đó, thì đó là cái ức chế men chuyển đó, thì chúng ta nhận thấy là chạng beta không có gây hạ đường huyết nhiều hơn mà có vẻ là nó ít hơn nữa. Còn về các tác dụng có lợi của chạng beta ở những đối tượng mà đái tháo đường thì khi so sánh trực tiếp với ức chế men chuyển đó, thì cần kê một cái loại thuốc để hạ đường huyết ở những đối tượng để hạ huyết áp ở những đối tượng bị tăng đường huyết thì chạng beta vẻ có lợi hơn so với ức chế men chuyển, thì nó giảm thêm được 23% tỷ lệ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào. Và đây là thay lời mượn lời cái tác giả này thì trên kết luận cái vấn đề thứ hai này, thì chạng beta có thể sử dụng
được ở bệnh nhân đái tháo đường. Đặc biệt nếu mà chúng ta sử dụng chẩn beta chọn lọc thì nó rất là có lợi. Nó có thể làm giảm được cái tỷ lệ tử vong tim mạch ở trên những cái đối tượng đái tháo đường này. Vấn đề thứ ba đó là các chẩn beta có tác dụng giống nhau trong điều trị tăng huyết áp hay không? Đó. Thì xin được phép nhắc lại về phân phân loại các nhóm thuốc chẩn beta. Thì đầu tiên dựa trên cái phân loại theo thế hệ đó, thì chúng ta có nhóm thuốc chẩn beta không chọn lọc, điển hình như là cái vorolanol kinh điển đó. Thế hệ thứ hai chọn lọc beta chọn lọc tim thì chúng ta thấy có atenolol, metoprolol hoặc là bisoprolol. Thế hệ thứ ba thì có thêm cái đặc tính giãn mạch thì ở thị trường chúng ta có carvedilol và nebivolol. Còn phân theo cái hoạt tính giao cảm thì chúng ta thấy là có nhóm không có hoạt tính giao cảm nội tại và có hoạt tính giao cảm nội tại. Cái nhóm mà có hoạt tính giao cảm nội tại đó thì như cái bài trình bày của phó giáo sư Hồ Văn Trí chúng ta thấy đó, thì ở những đối tượng này khi mà nghỉ ngơi thì nó vẫn nó không có bị nó không có ức chế được cái hoạt tính giao cảm nội tại, mà ngược lại cái hoạt tính giao cảm nội tại khi mà sử dụng nhóm thuốc này nó còn tăng lên. Tức là trên lâm sàng thì những đối tượng này khi nghỉ ngơi nhịp tim chúng ta nhịp tim của cái người đó là không có bị hạ mặc dù chúng ta đang sử dụng những cái thuốc chặn beta này. Thì chính vì ảnh hưởng đến cái tần số tim như vậy thì người ta nhận thấy là những thuốc mà có hoạt tính giao cảm nội tại thì không có lợi mà lại có hại nữa trong việc phòng ngừa thứ phát, nhồi máu tim cấp và tử vong so với cái nhóm thuốc mà không có hoạt tính giao cảm nội tại. Đây là cái nghiên cứu biểu đồ chúng thấy là ở cái nhóm mà cái không có hoạt tính giao cảm nội tại đó là ESA âm đó, thì cái giảm được tỷ lệ tử vong nhiều hơn so với cái nhóm mà có hoạt tính giao cảm nội tại. Và trong cái nhóm mà không có hoạt tính giao cảm nội tại thì chọn beta chọn lọc beta 1 là có cái lợi nhiều nhất. Sau này nhắc lại thì chúng ta thấy là trong các nhóm trong các loại thuốc chọn beta khác nhau chọn lọc khác nhau thì chúng ta thấy là cái bisoprolol là chọn lọc beta 1 cao nhất với tỷ lệ mà ức chế beta 1, beta 2 lên tới 75. Trong cái đó thì thấy vorolanol thì nó rất là không có tính chọn lọc ha, thì cái tỷ lệ này là đảo ngược lại lại 300 trên 1. Thì trong cái chọn lọc beta đó thì kích thích ức chế beta thì chúng ta sợ là ức chế luôn beta 2 đó thì có thấp phế quản đó, thì nó sẽ làm tăng kháng lực đường thở. Thì nghiên cứu thực tế trong phòng thí nghiệm cho chúng ta thấy đó, ở những đối tượng bệnh nhân bị tăng huyết áp mà có kèm hen phế quản thì cái sử dụng cái một thuốc chọn lọc hàng đầu như cái bisoprolol nó với liều là 10 và 20 thì nó không thay đổi nhiều cái kháng lực đường thở. Trong khi đó mà sử dụng một cái nhóm thuốc cũng tuy là nói là chọn lọc như atenolol với liều 100 mg thì cái kháng lực đường thở thở nó tăng lên đáng kể, tăng lên gần một cái đơn vị. Và so sánh với atenolol là một thuốc chặn beta chọn lọc khác thì nhận thấy là cái bisoprolol nó hiệu quả hạ huyết áp, kiểm soát huyết áp tốt hơn, đặc biệt là trong 4 giờ cuối cùng, tức là cái liều kế tiếp đó. Điều này nói lên là cái bisoprolol là tác dụng 24 giờ rất là tốt. Còn đây là nghiên cứu mà Reitil đó, hồi nãy phó Trí đã có trình bày rồi. Thì so với metoprolol liều 50 mg thì bisoprolol hạ cái nhịp tim, kiểm soát nhịp tim, kiểm soát tần số tim tốt hơn. Và đây là một nghiên cứu thế giới thực khác, thì cái này chúng ta cũng đã có xem trước của bài trình bày trước, thì xin phép nhắc lại thôi, nó cũng khá quan trọng là so với thuốc hạ áp mà không phải chặn beta thì bisoprolol có lợi hơn rất là nhiều, và so sánh với nhóm chặn beta mà không phải bisoprolol thì bisoprolol cũng có lợi hơn, đặc biệt là sau 5 năm sử dụng thì chúng ta thấy là cái các biến cố tim mạch, đặc biệt là nguy cơ tử vong là thẳng về cái phía mà sử dụng bisoprolol so với các thuốc hạ huyết áp mà không phải là bisoprolol. Như vậy thì tôi xin được phép kết luận một số điểm như sau. Thì chặn beta cho đến nay là một cái thuốc nền tảng trong điều trị các bệnh lý tim mạch, từ cái dự phòng tiên phát cho đến là dự phòng thứ phát các biến cố tim mạch.
nó đã được đưa vào các hướng dẫn điều trị và có các bằng chứng lâm sàng rất là thuyết phục. Và chạng beta vẫn được khuyến cáo sử dụng ở những bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vì lợi sống còn đáng kể của bệnh nhân. Trên đối tượng bệnh nhân tăng áp mà kèm đái tháo đường cũng vậy, chúng ta phải cân nhắc sử dụng, không ngại các tác dụng phụ vì đã có nhiều bằng chứng chứng minh cho chúng ta thấy là cái lợi ích vượt trội. Và trong các nhóm thuốc của cái chạng beta thì tác dụng không có đồng nhất giữa cái ức chế chạng beta có chọn lọc beta 1 hay không có chọn lọc beta 1, cũng như là cái có nhóm thuốc có hoạt tính giao cảm nội tại hay là không có hoạt tính giao cảm nội tại. Và chúng ta phải cân nhắc việc chọn lựa thuốc đúng để mang lại cái lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân. Và xin cảm ơn sự chú ý của đồng nghiệp.